Hôm anh em nào cần phát điện xăng nè, 2,5 kg luôn phát điện nha anh em. Văn ma luôn nè. 2,5 kg. Còn như con nào hổm chạy rồi hả? Hổm nhập về thấy chạy. Cho hết xăng rồi. Nhân ma nghe bà con, anh em nào có nhu cầu alo. Hát V luôn, ghê. Ô, chạy chạy. Ui quá con ơi. 2,5 kg luôn nha, quá đã luôn trời. Nhẹ nhàng luôn. Quá yên. Thở chứ không được thở luôn. Máy nội im thiệt. Đây con đó bà con ơi, 2,3 kg. Bụi văn ma luôn nha. Ô máy còn khá đẹp không à. Bụi văn ma bà con ơi. Ô hất về luôn 2,3 kg. Con có nhu cầu thì alo. Đây. Đó anh em nào cần alo nha. Quá đẹp luôn. Hai ký ba. Máy còn khá mới luôn. Quá đẹp. Nhiều máy là chưa chạy nhiêu luôn. Tại vì máy dự phòng mà. Mình xăng còn mới chát nè biết. Ôi ơi. Ồ mình xăng trong còn mới chát luôn. À, chào bà con nha, con nào có nhu cầu alo nha, 0886357707.